Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc khay làm đá của Nhật Bản, đây là sản phẩm nội địa Nhật Bản. Dung tích của khay này là 50 ml và nó sẽ làm ra 8 cái viên đá được sản xuất tại Nhật Bản đó các bạn nhé. Để các bạn yên tâm về chất lượng. Đây nó sẽ tạo được 8 viên đá trong này. Phần hướng dẫn này cũng toàn tiếng Nhật thôi tại vì nó dành cho thị trường Nhật Bản. Nhưng mà cách dùng thì rất đơn giản. Thì đây là cái khay đá thông thường này. Các chúng ta nhìn thấy hình dáng của 8 viên này. 8 viên đá hình vuông Mặt sau các bạn sẽ thấy thông số về chất liệu nhựa Cái nhựa này có thể chịu được nhiệt độ từ âm 20 độ cho tới 140 độ tôi để trong ngăn đá thoải mái đấy Đây cái phần này có nắp mềm ở phía trên này để Đảm bảo vệ sinh khi bạn làm đá Nắp nhựa dẻo Còn đây là phần khay làm đá Có 8 ô để tạo ra 8 viên đá Các bạn sẽ đổ nước đá sấp mặt đây này Sau này thì nó đông hình đá Chúng ta chỉ việc vặn nhẹ cái là sẽ đẩy được đá ra hoàn toàn để nắp này Thì nếu mà các bạn quan tâm tới khai đá này Các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo